thôi, đi về nắm nộm thôi con ơi. Ui kìa, có mấy quả chín kìa. Ui, rơi vào con á. Đi thôi, Bông ơi, Ken ơi. Này, có mấy quả. Ôi, quả đu đủ to chưa này, chín rồi này Ken ơi. Đợi mẹ lấy về cho mấy đứa ăn nhá. Đấy, đợi mẹ chọc quả này về cho các con ăn nhá. Chín rồi này. Tí về lấy cho mấy đứa ăn nhá. Hôm nay hái được nhiều đu đủ quá này, Kẹo ơi. Đi về thôi, đi về nào con ơi. À, Bông à. Đấy, đợi mẹ gọt vỏ ông làm lộn cho nhá. Nha. Đấy. Có sắp xong rồi này. Xong rồi nằm nộm mẹ với mấy đứa ăn nhá. Quả to ghê. Này, quả to chưa này, Kẹo ơi. Đợi mẹ gọt xong rồi mẹ cho Ken ăn lộm nhá. Ken với mẹ với mấy đứa cùng ăn lộm nhá. Cùng ăn nhá. Ngon quá này mấy đứa. Rồi xong rồi mấy đứa ơi. Ngon quá này. Còn ăn không? Cho con một xíu này. Ken ơi, về ăn đi con ơi nè. Ken à, đây. Đến đây con. Dạ. Ăn nha. Sữa cay không ăn được à? Mẹ làm khác thôi nhé. Ngon quá ăn con ơi. Dạ ạ. Ăn không? Từ mẹ ăn xong rồi mẹ đi nấu pate cho con nhé. Nấu pate cho con nhé. Bông quế đâu về con? Quế đâu về ấy? Quế cho về à? Đợi xíu xong rồi mẹ nấu cơm cho con nhé. Hết rồi, về thôi. Về nấu cơm không?